Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chị ơi, chị có cảm thấy tức tối khi thấy chồng của mình từ tốn như vậy chứ áp lực thời gian không chị? Tức nha, hơi chậm, hơi từ từ quá. Nhưng mà bù lại sạch nha, đỡ cho mọi người dọn, còn bên chị kìa. Đó, nhìn quá ghê kìa. Đúng chứ mà ấy, bù vẫn cao, chị đâu có đầy hết đâu, thấy không? Em còn phải đóng nắp, anh mà không đóng nắp không có đóng mà. Nắp. Mà anh từ quá từ ra không có đóng nắp. Bây giờ em sợ đỡ mà mình làm nhanh quá, mình đổ một phát rồi nó rớt xuống dưới. Lúc nãy là anh không có áp lực hay sao mà anh kiểu từ tốn không có à, anh thấy người kỹ cái tính người kỹ hai cái bàn em có một cái thùng đá thôi, nhưng mà cuối cùng cũng cái buồn cái buồn cái gì cái gì điều gì thôi mỗi cái game sau đâu cũng phải 4 phút phải 4 phút nhớ bay lớn rồi. Tay có chị ổn không chị? Ổn mà em. Sau 10 giây quay lại công việc bình thường rồi, nhưng mà thường lạnh lắm. Em thử luôn á. Em thử. Cho vào mấy lần. Thử đi. Thử. Em thử để tầm 3 giây. Ủa nhà đi bé vậy chị? Bé hả? Ủa nay là mấy tuổi đi ta chị? Mấy tuổi đi chị? 5 tuổi là học lớp lá. Lớp trồi chứ? Trồi. Bé dễ thương chị hả? Em coi TikTok anh chị mà bé trời trội vía lên chị hả? Động tác nào cũng nhảy, bài nào cũng bắt trend được nha. Ghê thiệt. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.